chào mấy bổ, tuần này chạy deadline mệt quá. Tôi giới thiệu ngắn gọn thôi. Nào, chúng ta cùng tái ngộ. Bé nớt 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 nớt. Nếu không làm diễn viên, Lan Ngọc sẽ chọn lĩnh vực nghệ thuật gì? Lĩnh vực nghệ thuật hả? Ca sĩ, ca sĩ. Ca sĩ. Rồi, có lẽ luôn. Gì vậy? Ủa? Ai bắt nhạc 5 giờ học vậy? Ai bắt nhạc 5 giờ học vậy? Chịu tắt nhạc đi. Chịu tắt nhạc đi. Ai vậy ta? Bạn này nhảy xấu quá à. Bạn này nhảy xấu quá. Thấy ghê quá. Em không còn như thơ. Không hiểu gì mà em vẫn nghĩ đến tiếng em hay quên. Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu xin tôi muốn xin. Từ nay á, tôi không lại gần bên. Người lại mà... Nhịp. Ủa? Người em thôi không gần bên. Người lại ngốc như thế cơ sao? Ủa? Em bị gì vậy không? Sao quên đi rồi chờ làm chi? Nghe nói hiện tại mình cứ ngốc nghếch làm gì? Rồi em sẽ thôi cho ai lặp lại chuyện xưa. Có lẽ nó bắt là khờ. Mà về sau anh đừng ghé nữa nhé. 3 hôm 7 giữa xe anh đừng ghé nữa nhé. Người ta thường hay nói khó quá không được thì thôi. Ủa gì mà? Bạn là ở lớp nào vô đây mà bạn nhảy quá vậy? Xin chào các bạn, mình tên là Ninh Dương Lan Ngọc, đến từ câu lạc bộ Nốt Nhạc Vui. Wow. Một chào vô tay ạ. À? Nốt nhạc thì có nhưng chưa vui lắm. Xin chào các bạn có thấy mình dễ thương không ạ? Không ạ. Có thấy mình hát hay không ạ? Không ạ. Trả lời đàng hoàng đi ạ. À? Hỏi câu khác đi ạ. À? Các bạn có thấy mình hát thấy ghê không? Hôm nay mình quay cái gì? Hôm nay mình chơi cái gì? Chơi cái gì? I sing a song. Mình tới đầu tiên thôi. Mình tới đầu tiên. Sao? Chúng tôi đã tới ạ. Chúng tôi đã tới rồi ạ. Thầy đến quay. Tức là cái gì? Dương mới đi. Âm lỡ lại. Âm là đi lùi lại luôn. Không mới không ở lại đây. Biết. Âm là đi không về. Nhưng mà mình đang gọi là đưa bộ là đi lùi đi đâu? Thì đi về. Đi về đi cho em hết buồn phiền. Bao ngày qua. Thấy gì mà? Thấy chưa? Là phải khiêng lại từ đầu đó. Đó. Đi chơi nào. Đi chơi. Đó, mà đi chơi âm nhạc nào. Nha, lúc nào cũng hát nha chứ không có nói chuyện nha. Mời em ca trù hả? Yeah. Em có phải cho ai không?
Không. Không luôn. Rồi đọc số nè. Zero one. Yeah. Nói chung là tôi chơi bằng sự thông minh, tôi quay ngược lại. No, đó là xảo trá. Ok. Let's go. Nó tên chị Tiệp, chị tên là thôi. Ta thôi. Agassimita. Nanny. Hey. Ngọc đũa. Sao mới ta? Từ. Thôi đừng có thổi nữa, tới ngày mai luôn á. Hay quá. Ê bây giờ là em một là đi phải không? Đúng rồi. Em một là đi. Cố lên. Cố lên. ba điểm luôn. Mỗi lần chun ơi, mình qua luôn cái dòng kia anh ơi. Như một mình một. Phải qua luôn thấp người mình nha. Mình phải qua trên ba, bà qua luôn nha. No. Không. Phát. Không luôn. Mình mở rồi. Đứng. Đây. Nè, đứng đây. Con nè. Sao? Cái gì vậy? Dạ chưa. Cố lên chưa? Cố lên phát. Gần ra rồi, gần ra nhẹ thôi. Đúng rồi. Nhẹ thôi. Nghiêng phải. Mở. 2, 3. Lắc đi. Mình có phải lắc không? Lắc đi. Dạ thôi. Đâu? Không được để chân nữ thần từ giữa phòng này tới phòng kia đúng không? Không, ở bên khác mình hết. À, từ bên này mình chịu. Để thương mình á. Ê em ơi, vậy thì nặng lắm. Ai uống gì mà? Không phải, tay buông ra. Tao đòi người ta khỏe. Chun, bẻ lái. Cậu ra bẻ lái. Cấp cứu mọi người ơi. Quay lại luôn. Ông vòng xoay nè. Chưa tới cái cờ. Cờ đây nè. Quay lại.
Đưa con, đưa con lại nè, đi đâu. Bệnh nhân ngồi vậy đi. Nói chung là hay tính thôi, chứ thiệt có mệt lắm. Tội nghèo. Ai ơi, mệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm R2. Nếu với tình trạng này mà chỉ có một mình em chân mà hai em cái ghế này mới được. Cái ghế này có vẻ được hơn. Ghế này, ghế này. Ghế này. Từ từ đấy. Đúng rồi, ngồi chứ. Oh yeah. Yeah. Thoải mái hơn hẳn luôn. Bây giờ đi tìm R2 nằm ở đâu ta? Thường đó là mấy phòng? Anh vô R2 là lầu 2. Lầu 2 á. Bưng cái ghế luôn. Gì? Mày bưng cái thằng cậu bên em cái ghế để lên trển. Đúng rồi, đúng. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Không, luôn nhờ, luôn nhờ. Quá là tắt rồi. Ủa, ôi, đây mới tầng 1 thôi. Đây mới tầng 1 thôi. Ở đây chưa? Ở đây chưa? Đây tầng 1 hả? Mỗi R2 không? Chơi là chạy, 20:30 tối chủ nhật hàng tuần, xem sớm nhất và trọn bộ chỉ có trên VEON, tải app ngay.